Cái túi thường tây do Út Linh làm. Tao nhỏ nhỏ cho con hả? Nó dính tay vô tay con sao? Bánh đó là bánh gì Kim? Bánh chuối. Bánh chuối ăn được không? Được. Ai làm vậy? Út làm đó. Bánh chuối ăn ngon không? Ngon. Kim có biết làm bánh chuối không? Không hả? Dính này chặt chặt. Cái Út làm bánh chuối hồi nào? Kim. Bánh vòng vòng tròn nè. Kim cho cậu hai ăn bánh chuối chứ. Có mời chị Tường ăn đây. Không? Ăn, ở đây. Thèm mà. Thèm, nè. Thèm hả? Tại sao? Cắt ra. Qua cắt ra đi. Chị Đường cắt ra. Nhiều cắt nhiều hết. Cắt kia em ăn đi. Em thèm rồi. Em thèm rồi. Bánh này gọi là bánh gì Kim? Bánh chuối. Bánh chuối hả? Có nước cốt không? Không. Sao không có nước cốt vậy? Không. Rồi Kim ăn thử coi ngon không? Ăn thử coi. Ăn thử ngon. Ngon quá chú. Kim có cho cậu hai ăn thử không? Cho. Cho miếng nào đâu? Cho con sáng nhỏ. Cho cái nào? Sáng này. Sao cho cậu hai miếng tiêu tiêu vậy? Cắt cho nhỏ bộ. Cắt cho nhỏ hả? Cảm ơn Kim nghe. Để, có cắt cho cậu hai miếng bự không? Không. Ngon quá, Kim cho ngon quá. Cắt cho con hai miếng bự chứ. Dạ. Ngon quá. Miếng bự nè. Cho miếng này luôn hả? Dạ. Cái này của Kim mà. Cái này bự Kim lắm. Cho con hai luôn hen. Dạ. Cảm ơn Kim nha. Ngon quá. Ngon không Kim? Mình coi ăn đi. Ngon quá. Bánh chuối miền Tây ngon quá quý vị. Kim ăn hết hả? Nửa đi, ngon quá. Bánh chuối miền Tây của Út Linh làm nha quý vị. Xé hả? Này là con Út Linh biết làm nhiều món lắm. Bên đây là Út Tường. Nè, chị ba cắt Út Tường, Út Kim, Út Linh, ba Út. Ba Út ăn bánh chuối. Chị Tường cắt nhỏ nhỏ không à. Kìa, mời đi. Mời cậu hai chưa? Cái nào của cậu hai? Nè, con đưa con cho rồi. Con cho rồi tới Út nha. Dạ. Bé Kim xin kính chào ông bà cô bác. Chào ông bà cô bác đi con. Chào, con chào cô bác. Ông bà cô bác thấy bé Kim có dễ thương không? Dạ. Dễ thương hả? Trả lời. Tự mình trả lời mình dễ thương luôn.